Con thích ngôi nhà của mình không? Không. Có vậy? Tại nhà mình có lá nên cháu quắc. Tầm với lòng ba đứa là gặp không khí nóng sẽ bị khó chịu, da nó sẽ bị bị đỏ. Tôn mình lợp lên mà mình bắn bằng máy mình làm mau lắm. Bởi vì nhưng mà tại sao gồng nay phải đi lợp lá vậy nè? Lá thà mất công nhưng mà lá này á nghe là cũng cái thời gian sử dụng là cũng được 4 đến 5 năm. Mát quá. Mát quá. Gia đình Tâm Tâm chào ông bà cô chú nha. Chú xin chào mọi chú. Bốn cha con ngồi đây ăn kiểu. Cái gì? Cái gì? Tâm chị chào ông bà cô chú nè con. Chào mọi cô chú. À, buổi chiều mát ở gia đình Tâm Tâm nè ông bà cô chú. Quay căn nhà của gia đình Tâm Tâm cho ông bà cô chú coi. Là mấy ngày nay ngưng lại, công trình này bị ngưng lại rồi ông bà cô chú ơi. Với thời tiết nắng nóng quá trời, ai cũng bệnh hết à. Thợ cũng bệnh, phụ cũng bệnh, chủ nhà cũng bệnh hết. Cho nên ngưng bữa hai bữa khỏe rồi mới làm lại được ông bà cô chú. Chỉ hôm gài đang bị hụt lá. Trời ơi, bụi kìa. Là lọp là dày quá, bây giờ đang hụt lá nè, mới đúng thêm lá để phơi nè ông bà cô chú. Thiếu là cũng mấy trăm á, quá trời nhiều lá luôn rồi. Đó, phơi nguyên cái sân ngân sao này luôn nè. Ban đầu thì cậu Năm đi mua lá giùm, cũng tính toán cũng đã đủ hết rồi bà cô chú, mà tự nhiên cái cha mày lợp lá theo cái kiểu quá dày cho nên là bị thiếu hụt quá lớn luôn. Đi giờ đi đốn rồi phơi lại, cái thời gian này chắc cũng khoảng 10 ngày nữa mới khô lá. Buổi chiều ba anh em ra đây nghe nhái kêu. Mát quá. Mát quá. Buổi chiều giờ này mới mát thôi, chứ ban ngày lúc này ở chỗ ông bà của chú sao nghe, chứ chỗ gia đình của mày ở đây nè, nóng kinh, nóng luôn rồi. Nóng lâu mát hả? Nóng dữ lắm. Mát. Là vòng vòng nghe, là mấy chỗ miếng nhà lập tôn á, là bây giờ là buổi trưa nắng á, là hôm qua bên nhà bên đây văn võng đi nghỉ đó ông bà cô chú. Rồi, bởi vì nó lụp lá là nó mát, là nó mát tự nhiên. Còn lợp to nha, mà có nhà chú Sáu cạnh bên á là cao lắm mà lợp lao phong rồi nữa, nhưng mà nắng lên á là chịu không nổi. Nắng quá, lúc này nắng quá trời nóng luôn. Là chưa cái mạnh ai nó chạy qua nhà Tâm nghỉ không à. Lá nó mát, mát tự nhiên mà không khí mát lắm. Đúng rồi đó. Đúng không? Đúng không? Đúng. Này gồng mày không có ở nhà bên đây, tới chiều mới qua. Qua tới cái đi nhìn vô cái nhà mới của mình ông bà cô chú, điện tiếng qua cho ông bà cô chú coi. Giọng. Chỗ nào cũng giỏng. Chỗ nào cũng có cái giỏng văn. Trong nhà mới mình mát không lâu? Dạ. Trong nhà mới mát không? Có mát, ở chỗ mấy cái giỏng mấy rưỡi luôn. Nằm đung đưa rồi buổi chiều nè, nằm mới đã, nằm rồi nhìn được ra ngoài đẹp lắm. Nhìn ngắm hoàng hôn được luôn ha. Còn nhà nội Tâm đó nghe, nhà nội Tâm á là buổi trưa này là phải lấy nước bơm luôn đó. Là nóng, lúc này sao mà mấy ngày nay là nóng quá trời nóng luôn. Tâm là đâu có dám cho qua bên này đâu. Nóng chịu không nổi. Thì nhà lá là một quyết định đúng đắn. Đúng đắn không? Đúng. Nhưng mà có một cái là Tâm không có hài lòng với ngôi nhà của mình ông bà cô chú ơi. Nhà mình sao lợp lá làm sao? Con thích ngôi nhà của mình không? Không. Có vậy? Thích nhà nào? Thích nhà. Tại sao con không thích nhà mình? Tại nhà mình có lá nên cháu quắc. Nhà mình có lá nên cháu quắc. Thấy lợp lá Tâm không có chịu, chưa có, không có ưng ý á. Sao lợp lá mát mà. Đúng mát. Hồi cái hôm mà vừa lợp lá ở đằng trước lên xong á, bà cô chú, cái Tâm lại nói nhỏ nhỏ với mẹ. Ủa mẹ ơi, sao cái nhà mình xấu quá vậy mẹ? Đi làm có giống cái nhà của chú Y, xung quanh toàn là tường thì nó sạch sẽ. Chưa, mình có cái từ từ mình có cái phòng mình cũng giống như cái phòng của chú Y vậy thôi à. Tại trước giờ ở nhà tường viết quen rồi nè. Thấy nhà lá chê không được như ý mà dở mộng hả con? Để cái quạt hả? Mấy ngày nay ông chú cười con quá trời luôn tao. Ông chú mấy ngày nay cười con quá trời luôn á. Tại hôm trước con chê nhà ông chú á, con nói nhà ông chú nhà lá. Bây giờ nhà con cũng nhà lá đó. Nhà con sống hơn nè.
Nhà ông chú ở đằng trước cũng làm bằng tường. Ông chú đang làm nhà cho gia đình Tâm Tâm đó, bà cô chú. Ở đằng trước cũng tường nhưng mà ở đằng sau nhất định phải có lá để buổi trưa nắng nóng mình ra đó mình trú mát. Chứ ở quê này đó là lợp lá này á là cực lắm. Cực hơn tôn nhiều. Tôn là mình lợp lên mình bắn bằng máy mình làm mau lắm. Bởi vì nhưng mà tại sao gồng ngay phải đi lợp lá vậy nè. Lá thế này nè phải về phải đốn nè, đốn rồi về lọp, lọp từ tàu vậy nè. Nó đốn nhiều lắm. Đi vô đám lá đốn xong rồi kéo ra ngoài chở về về nhà sân mà xé ra. Sắp xếp phơi. Thành quả nó ưng ý hơn. Thành quả hả? Thành quả ưng ý không? Không. Hai lòng thì ưng. Nhà mà kiểu tôn á là nó nóng hực hực. Chịu nổi. Tôn tới mùa nóng nha, tôn ở dưới quê này á mà giống như là nhà ngoại tôn nóng lắm, giống như nhà ngoại Tâm Tâm hiện giờ đó, xung quanh tôn không chịu không nổi, ngày là chịu không nổi, lao vô nhà là hực liền là nóng á, còn ba đứa ba Tâm với Long á, ba đứa là gặp không khí nóng á sẽ bị khó chịu, da nó sẽ bị đỏ. Bị gì Tâm? Bị đỏ da. Đỏ luôn hả? Bởi vậy mới quyết định làm lá, thà mất công nhưng mà lá này á nghe là cũng cái thời gian sử dụng là cũng được 4 đến 5 năm. 4 5 năm thì thời gian sau này mình lập tôn cũng được, mình có thể mình lập tôn lên trên cũng được. Sao nghĩa là lập lá hoài đi. Nhà cô hiến lá hoài đi bơi. Nắng quá con đi bơi, cô không chịu đi về. Phỏng cái lưng con luôn. Ồ dữ vậy đó hả? Con không nghe ngoài mẹ con đâu khác được. Tâm đang kể cái chuyến đi chơi lần trước. Con nó có chịu mình nữa. Đi tắm biển bị bỏng da về đúng không? Để con nằm mát mát con mới đi bơi. Chị không kìa. Bây giờ nè, bây giờ mình đi vô nhà quay cái chòi lá cái mặt trước. Đây, chứ đi vô nhà coi quay cái phần lợp lá mặt trước cho ông bà cô. Đây nè ông bà cô chú, ngôi nhà ở đằng trước đã lợp xong ở phần trước rồi nè ông bà cô chú. Để còn quay cho ông bà cô chú coi cái phần này nha. Buổi trưa thì mọi người tập trung ở đây dang dỏng đưa rất là mát luôn. À. Nhà chưa có gì hết trơn mà giỏng vòng vòng. Nhà chưa hoàn thành nữa. Nhưng mà rất là có ích cho buổi trưa. Mát mẻ. Để tiền mua thêm 2 cái giỏng nữa. 5 người đâu có giỏng hả? 5 người không có giỏng. Ờ vài bữa cho làm mấy nãy chơi đâu dân giỏng người tao. Vài bữa hàng cái này hết rồi. Chơi. Sao vậy? Con kiếm cái này. Kiếm vậy? Bây giờ chơi đặt cái giẫm trong phòng con. Đặt cái giẫm trong phòng anh chị. Đặt cái giẫm trong phòng anh hai. Ba phòng luôn. Ủa nhà mình chỉ có 2 phòng thôi mà con. Cũng 3 phòng. Trời ơi nhiều chuyện quá Tâm ơi. Ai chịu nổi Tâm ơi. Bây giờ trời. Bây giờ chưa có hoàn thiện xong xuôi thì còn dăn dẫn được hả bà cô chú. Vài bữa cái trang trí vòng vòng bên ngoài cái không có dăn dẫn được nữa. Mẹ ơi. Ơi lúc mà con ở đây con mới học được á là ở đây với trường xa lắm. À từ đây đến trường xa hả? Dạ. Nhưng mình đổi trường thôi. Gì? Đổi trường. Không. Ôi lo quá. Chịu. Lo. Đổi trường em khóc rồi sao? Thì quen với bạn mới. Em đâu có quen. Bởi vì em không quen, em không chào cô rồi em không khóc rồi sao? Thấy không bà cô chú, nếu như mà Tâm không hài lòng, Tâm có nhiều lý do để diện ra lắm không bà cô chú? Ở đây xa trường, khó đi học. Em không quen cái bạn thôi chứ, em quen cô mà. Cha May hơi bị mệt rồi đó nha. Tâm không hài lòng rồi đó. Về đây thì nữa, tới đưa rước Tâm đi học thì sẽ mất thời gian hơn nhiều. Là đưa rước hơi xa. Ồ, ớt kêu. Ớt kêu. Buổi trưa cái chú là qua đây nè. Để nó giỏng ở đây nè, nằm ở đây nè. Gió ở ngoài, gió thổi vô ngay cái đường này cũng mát. Như có nhờ có mấy bụi tre nè. Hàng tre kế bên nhà luôn. Hơi tối rồi. Còn bên hông nhà thì có một cái đường luồn. Từ đây thẳng ra ngoài ruộng, thổi vô cũng mát luôn. Này chắc xây ở ngoài kia cái ngoài cái mương á làm những cái hôm tây
Hôm nào thì gồm với Tâm Tâm không có gì đây thì cha May đi về đây, đi ruộng về cũng có chỗ nghỉ ngơi thoải mái. Quyết định à, cho quyết định làm cái hôm tây Tâm Tâm nghe. Bà cô chú về đây có chỗ nghỉ ngơi. Về đi chơi với Tâm. Dạ. Đang xây cái phòng con nằm ngủ. Ờ, cha đang xây cái phòng. Không phải cái phòng nghỉ ngơi của con á. Nữa hả? Cái phòng nghỉ ngơi cho con nữa. Ôi, nhiều chuyện, Tâm nhiều chuyện lắm. Tâm này làm phiền con quá chuyện. Hả? Con tưởng của Tâm rất là phong phú nha. Anh hai ơi, lấy dép trên với dép mình xài em có không lấy được. Dạ mẹ. Ừ. Em nhiều chuyện. Anh ba chơi mình nè, anh ba Lộc của con chơi mình nè kìa. Từ khi ta có Tâm về, Lộc nói chuyện hơi nhiều. Lộc nói chuyện lắm. Lộc hồi trước đây thì cũng ít nói lắm, nói ít. Cái Tâm về, Tâm cứ chọc Lộc giết à, cho nên Lộc nói hơi nhiều rồi đó. Lộc ơi. Con đang làm gì vậy? Con đang chơi tên chị. Con đang chơi hả? Đâu con khoanh tay con chào ông bà cô chú đi. Khoanh tay chào con chú. Con chào ông bà cô chú. Chào bà con chú. Lộc lớn hơn Tâm 1 tuổi nha ông bà cô chú. Chào sao đâu Tâm, con chỉ cho Lộc cái Tâm. Xin chào ông bà cô chú. Con chào bà cô chú. Đâu chào sao chào lại cho anh ba nó chào theo. Chào bà cô chú. Kêu ba Lộc chào vậy nè. Mai mốt con có quay clip là con nhắc anh ba Lộc chào vậy đó nha. Dạ. Long à. Dạ. Cảm giác khi mà mình ngồi trong ngôi nhà của mình. Rất là lạ. Quên nữa, Long không gài, Long chưa có biết cái phòng của Long này ở đâu nữa nè. Con có thiết kế cái phòng này gì Long? Hả? Ở đây hơi tối rồi nè. Vô đây tối rồi không quay được. Chắc là lối cạnh bông. Không gài lo hỏi Tâm không à, bỏ Long, Long không gài, Long cũng chưa có biết luôn á, bữa nay mới dẫn Long qua đây nữa nè. Giờ này thiếu ánh sáng này, để vô đây quay sơ sơ cho ông bà cô chú coi. Tối không phải thiếu ánh sáng này quay không thấy á. Để quay sơ sơ, em quay thoáng qua nè. Phòng của Long là đây. Tại quay à. Chỉ còn bỏ lốp gạch bông. Với cái tường nó cao cao xíu. Ủa lốp gạch luôn hả? Dạ. Ông có mình tô lại thôi, tô sơn lại thôi. Mẹ tô sơn rồi. Thôi lốt gạch đi. Sao nhiều quá vậy? Nhiều chi tiết mà chị gặp ba thứ mệt quá. Đi lốt gạch màu, đi sơn gạch màu. Ở dưới đây cho em để nè. Sơn màu hả? Màu gì? Màu hồng. Màu hồng hả? Màu hồng gì? Cũng được mà cho nó sáng sáng. Thôi để đi ra ngoài đi chơi. Bật đèn led lên quay mắt của các con hơi kỳ. Quan trọng là cái cửa sổ. Ồ, cái phòng của Tâm rộng mênh mông luôn. Còn muốn ngủ kìa. Phòng này là luôn. Cha mẹ với Tâm ngủ. Còn kia ngủ mình. Rồi đi ra đây nè con. Đi ra đây sáng cho mát mẻ. Ngày nay thì cha mẹ bên đây hơi nhiều vì bữa nay canh bơm nước vô ruộng cho nên suốt ngày ở bên đây nè ông bà cô chú. Chiều đi ruộng rồi mới chạy về rước Tâm qua chơi nè. Ủa bữa nay không học hả? Không bận. Tối không quá trời luôn á. Sao kể cho mà cô chú nghe coi. Tối không ấu quá trời. Hồi tối con bệnh, con ói rồi bữa nay con nghỉ học nữa. Bệnh hết nhà luôn. Ba ngồi với hai chơi. Con không nghe nên chị ơi, nhưng con tưởng là chị không có ơi. Con tưởng là chị đi giáp lên đây. Con có ăn kẹo không à? Kìa, dạ. Con nguyên cục kẹo kìa. Ăn kẹo cho nó hết bệnh đi. Từ con mới ăn. Trời ơi, quá trời ngoan luôn tôi. Nói nghe hại, nói Tâm nói gì rất là ngoan chứ. Có khi là hồi khi mà tắt cam rồi là Tâm sẽ Tâm ăn. Đúng không? Có đúng không? Không đâu, Tâm em hứa rồi. Đúng không? Hứa. Không được chờ, không được nói dối nha. Cái thời tiết này người đó lớn chịu còn muốn không nổi không bà cô chú. Tâm cũng bị cảm theo rồi. Hơi ho đau họng, hôm nay Tâm ở nhà. Không có đi đến trường. Ngày mai mình có đi học không? Dạ không, ngày mai thứ bảy. Đúng rồi. Buổi chiều hôm qua quay sơ sơ cái nhà của
gia đình Tâm Tâm cho ông bà cô chú coi á. Bây giờ thì chắc là gồng phải đưa các con đi về nhà rồi. Cha mày thì ở đây tối nay phải canh nước, bơm nước vô ruộng, không có về chung được. Giờ thì bố mẹ con đi về. Tối nay cha ở đây nha. Chắc ăn rồi. Mai không dài là ban đêm là lúc này nước sông giật dữ lắm á, phải canh bơm nước suốt luôn. Bơm nước lên ruộng á. Ban ngày thì nắng. Ừ, giờ về thì bố mẹ con về không à? Bố mẹ con sao về đây Long? Dạ. Hả? Sao ba? Mẹ đúng chở rồi. Hai Tâm, Long thì đạp chiếc xe của Long. Đúng rồi. Như là con chở một Tâm. Chứ giờ Long không chịu đi chung với mẹ nên Long nói Long có xe rồi. Giờ mẹ chịu khó đi theo coi chừng. Chứ có xe mà không cho đi thì cũng kỳ quá. Bây giờ mình đi về nghe. Dạ. Con lại thương bà cô chú con đi về nè. Thương mẹ cô chú đi về. Hồi nãy giờ Tâm rất là giữ lời hứa nghe. Bà cô chú không hề ăn kẹo luôn. Nè thấy không? Tâm em giữ lời hứa. Còn ông chị có giữ lời hứa không? Có không? Bà cô chú ơi, Tâm chị ăn hết kẹo rồi. Ủa? Hay chưa kịp nắm hết nữa Tâm. Ồ, đi về mẹ cho Tâm uống thuốc. Tâm chị ho nhiều rồi. À, bây giờ mình thương bà cô chú đi về nè con. Tâm mẹ cô chú đi về. Dạ anh xin tạm biệt mụ chú con chú mụ chú thật nhiều sức khỏe. Dạ thương mụ chú con đi về. Thôi gia đình Tâm Tâm chào tạm biệt bà cô chú nha. Bye bye.